âm dương xuôi ngược diệu không cùng. Hai chí, đồng chí và hạ chí, xoay vần trải chính cung. Nếu hiểu âm dương, cùng lý lẽ. Thu cả đất trời trong bàn tay, hiên viên hoàng để đánh suy vưu. Trác lọc bao năm khổ đã nhiều. Mộng được thần trời truyền phép lạ dựng đàn cúng tế tạ ơn cao, sông lạc trọng thiên đội đồ lên. Lưng trời chim phượng ngậm thơ truyền. Nhằm sai phong hậu thành văn tập. Độn giáp kỳ môn tụ khởi tiền, một ngàn tám chục số sơ khai. Chủ tướng dọn thành bảy hai cục. Triều hán trương lương thêm gọn ghẻ. Gồm trong mười tám cục an bài, vàng trước trên tay đủ chín cung. 15 ngàn dọc số lưu thông, rồi sau tám quái chia thời khí, mỗi khí ba nguyên chuyển chẳng cùng âm dương hai độn chia xuôi ngược. Mỗi khí ba nguyên là mực thước. Cứ hết năm ngày đổi một nguyên. Tiếp khí siêu thần, thông mới được. Chính sao giải khắp chín cung vòng tám cửa bao quanh với chín cung. Trực phù là chín cung phùng giáp, trực sử truyền theo tám cửa cùng, môn có phù trên là trực sử. Mười giờ một đổi là bằng cứ. Trực phù lần bước theo can giờ. Trực sử ngược xuôi theo độn khứ, đều trong sáu giáp gọi là nghi, tất bính đinh kia là ba kỳ. Dương độn nghi xuôi kỳ chuyển ngược. Kỳ xuôi nghi ngược độn âm ghi, cửa các mây sao hợp với kỳ. Làm gì cũng tốt chẳng còn nghi. Còn hợp theo bên nên xét nét. Các cung không được vết đen gì, tam kỳ đắc sử này là khó, ví mà gặp được mây chẳng nhỏ. Ất chăn chó ngựa Bính, chuột, hầu Long hổ người tiên đinh cưỡi cổ còn có ba kỳ chồng sáu nghi gọi là nạn ngọc giữ môn phi cánh cửa những việc âm tư hòa hợp đó khuyên ghi tìm đến để mà suy trời có ba môn đất bốn hộ hỏi ai phép ấy là đâu đó thái xung tiểu cát với tòng khôi đó gọi thiên môn nên xuất lộ địa hộ trừ nguy định với khai mọi việc theo đây thì chẳng khó thái âm lục hợp thái thường kia là địa tư môn phép đã chia được cả kỳ môn mà chiếu đến ra ngoài muôn việc ý lòng ưa thiên xung thiên mã đều là quý đột nhiên gặp nạn phải trốn tránh rủi trong thiên mã khắp nơi nơi gươm giáo như rừng đâu có sợ, ba là sinh khí năm là tử. Thắng ở tam thì suy ở ngũ. Biết được vào tam tránh ngũ kia. Huyền diệu cơ trời nên nhớ giữ, phục ngâm xét thấy thật là hung, là lúc trời bồng đất cũng bồng, bồng úp trên ương hung chẳng kém. Phản năm tráo trở việc coi chừng. Tám môn phản phục đều như thế sinh đến trên sinh, tử đến tử. Ví được kỳ môn đến chiếu cho. Cũng không may mắn trong muôn sự, lục nghi kích hình thật rất hung. Giáp tí trực phụ buồn tới đông. Tuất gồm trên mùi, thân gồm hổ. Dân tị. Thìn thìn. Ngọ ngọ trong ba kỳ vào mộ phải nên suy ngay giáp vào không buồn những khi bính kỳ thuộc hỏa hỏa mộ tuất thời này mọi việc có hay gì cũng hiềm kỳ ất vào cung sáu kiền kỳ đinh vào tám cấn cũng cùng thì còn có can giờ vào mộ cung những khi mở khóa kỳ tương phùng ất mùi nhâm thìn và bính tuất cùng là tân sửu cũng cùng hung ngủ bất ngộ thời rồng u ám là cách trời trăng đã mất sáng can giờ đi đến khắc can ngày như ngày giáp bị giờ canh trảm kỳ với môn âm hội một cung cả ba khó gặp hội nhau cùng được hai hội cũng cho là tốt mọi việc làm gì cũng phải xong lại được trực phù trực sử gặp làm tướng giờ này là quý nhất từ đó sông lên kích đối xung đánh trăm trận được trăm đều thật thiên ất giờ này ở tại cung làm tướng từ đây khởi tấn công ví thử trực phù trên ly vị thiên ương nơi tọa đánh sang bồng giáp ất bính đinh mậu thuộc dương tại trời thần ngự báo muôn phương ra quân dựa vị kỳ trời đó. Suy đến năm âm ngược lại đường, ví tam kỳ thấy gặp năm, năm giờ dương, dương. Đổi ngôi làm khách mới cao cường. Ví gặp năm âm thì trái lại. Yên ngôi làm chủ phải nên tường, trước phù lục hợp cách ba ngôi. Sao thái âm kia cách có hai. Tìm thấy cửu thiên sau một vị sau hai cửu địa tự an bài cửu thiên phương ấy lợi dương binh cửu địa bên này lợi đóng doanh thái âm phương ấy nơi mai phục tìm phương lục hợp trốn yên lành thiên địa nhân chia ba khóa độn thiên động tinh nguyệt hoa cái đến địa độn tinh trời dưới tử vi nhân độn cho hay thái âm chọn sáu bính trên đinh sinh trấn đóng đó là thiên độn trời lộng lộng. Khai môn ất ngự kỹ là cung. Địa độn nơi đây nên chớ động, hưu môn kỳ đinh với thái âm. Đây là nhân độn nên coi trọng. Biết chăng ba độn gặp làm chi? Giấu giấu tìm tàng khi phải dùng canh là thái bạch. Bính, huỳnh hoặc. Canh bính trên nhau ai hội được? sáu canh trên bính bạch vào huỳnh sáu bính trên canh huỳnh nhập bạch bạch nhập huỳnh là giặc đến kia huỳnh nhập bạch là giặc đi sạch bính là bột mà canh là cách gặp cách không thông bột loạn nghịch bính trên thiên ất phục bột đây thiên ất trên bính phi bột kích canh trên nhật can là phục can, nhật can trên canh phi can cách, trên cung một là chiến giữa đồng, cùng một cung là chiến khắp nước. canh trên trực phù ất phục đây, trực phù trên canh thiên ất bay, thiên ất phi cung. canh trên sáu quý là cách đại, trên kỷ là hình cách chẳng may trên nhâm giờ ấy là cách tiểu. Hiềm trên năm tháng với giờ ngày. Kỳ cách là bạn cách xấu này. Canh trên kỳ ấy khốn nào tày. Gặp giờ ấy về đưa quân chảy. Mảnh giáp không còn một mảy may, sáu quý trên đinh, xà yêu kiều. Sáu đinh trên quý, tước đầu gian. Sáu ất trên tân, lông đào tẩu sáu tân trên ất, hổ sướng cuồng. Biết chăng bốn cách ấy là hung. Trăm việc gặp đây đừng cất nhắc, bính trên giáp là điểu điệt huyệt. Giáp trên bính là long phản thủ. Chỉ hai cách ấy là các thần. Việc làm như ý mười phần được tám chín, tám môn ví gặp khai, hưu, sinh. Mọi việc còn chi chẳng xứng tình cửa thương săn đuổi nơi thành việc cửa đổ cầu che với ẩn mình cửa cảnh dân thơ cùng phá trận cửa kinh bắc kiện có thanh danh còn như cửa tử nên chi nhỉ tang viếng chôn cất với dết hình bồng nhậm xung phụ cầm sao dương sao âm tâm trụ nhuế cùng ương phụ cầm tầm ba sao thượng cát xung nhậm tiểu cát tốt thường thường rất hung bồng nhuế không nên dụng hung vừa ương trụ cũng đừng vương hung vừa vô khí lại thành cát rất hung vô khí cũng bình thường sao cát cần nên phùng vượng tướng mọi việc đều nên công tất thành ví như hưu tù và phế một khuyên ai chớ có tiếng lên đường cần biết chính tinh phối ngũ hành phải cần tám quái khảo hy kinh khảm bồng là thủy ly cương hỏa cung giữa cấn không thuộc thổ doanh kiền đoài thuộc kim chấn tốn Mộc vượng tướng hưu tù xét trọng khinh sống bước cùng ta tức hạng ta ta sinh là vượng tháng ngày qua phế là phụ mẫu hưu tài đó tù quỷ quan đây chính liệu mà ví như sao thủy gọi thiên bồng tướng ở sơ đông với trọng đông vượng ở diên hai hưu ở Tư năm, ngoài ra phỏng thế luận cho cùng, việc gấp dùng thần, hoãn kiếm môn. Ba, nằm tráo trở đạo trời còn. Mười can trên phù mà thác lạc. Nhập mộ hưu tù các việc đều nguy. Đậu tinh lâm sử là quý tinh. Khởi từ thiên ất dụng cho minh. Thiên mục là khách. Địa nhĩ là chủ sáu giáp suy hợp không sai tình. Khuyên ai đừng lãng mấy huyền cơ, thấu suốt chính tinh phò nghiệp vua. Cùng khắc lên môn không gọi bách. Môn khắc cung là bách chẳng ngờ. Vó trời bốn bức thoát làm sao? Một hai bước thấp có đường trốn. Ba đến bốn cung không trở lại. Tám chín trượng cao, ngó trước sau tiết khí xoay vận phân định thời âm dương xuôi ngược cần thông coi ba nguyên số tích thành sáu kỷ trời đất chưa thành lý đã soi diệu quyết ca này nên nhớ kỹ chỉ truyền người xứng đáng mà thôi